Penthouse 3, Yudente bay màu chứ không phải Surf Hun. Sau khi tiết lộ những teaser và video nổi bật trong Penthouse, cuộc chiến thượng lưu 3, một kênh trên YouTube thuộc chuyên mục đánh giá phim truyền hình Young Love TV đã chia sẻ đoạn clip với tiêu đề phân tích video trước khi Penthouse 3 chính thức ra mắt. Hiện tại đang có rất nhiều suy đoán khác nhau về trailer. Young Love TV cho biết, đoạn video bắt đầu với cảnh hội Hera Palace đang sống trong tù. Yudente ôm Ki-jun thủ vai nghe nói rằng có một căn penthouse ở đây. Anh ta đang nắm quyền, có vẻ như sẽ được đối xử đặc biệt. Kênh YouTube này tiếp tục phân tích, cảnh dường như Yudente ngã gục xuống dưới vòi hoa sen được xem là mấu chốt để trốn khỏi nhà tù. Dân lớp nói, tôi nghi ngờ rằng Yudente có thể đã thành công trong việc trốn thoát khỏi nhà tù khi mặc áo bác sĩ và cải trang bằng cách đe dọa bác sĩ đến khám. Dân lớp tiếp tục, ngoài ra còn có một cảnh của ai đó đang nằm sấp trong đài phun nước của bức tượng Hera. Đặc biệt, bức tượng Hera hoàn toàn bị đập vỡ. Có vẻ như người đàn ông này đã bị ngã từ trên cao xuống giống như cái chết của Minsona. Sự khởi đầu mạnh mẽ và tình tiết gây sốc tại buổi dạ tiệc ở Hera. Người bị ngã là một người đàn ông mặc vest, vì vậy anh ta là một trong những phụ huynh của Hera Palace. Nếu đây là cảnh gây sốc nhất, tôi nghĩ người chết là Yudente. Trước đó, một số cư dân mạng đồn đoán rằng Seop Hun, Kim Dân Đê thủ vai, là nạn nhân trong đoạn trailer. Với tài năng đáng kinh ngạc và đạo đức làm việc hướng đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, biên kịch Kim Sunok và đạo diễn Ju Dong Min đã tạo ra những cảnh quay hoàn toàn mê hoặc cho phần 1 và 2. Để thêm phần đặc sắc cho mùa mới, có Eun Shin và Lee Jia, những người khắc họa chân thật nhất tình mẫu tử hy sinh mọi thứ vì con cái. Kim So Yeon và Ki Yoon, những người đã khắc họa lòng tham, sự độc ác đánh đổi cho sự giàu có và danh dự trong xã hội của họ. Nhờ màu sắc cá nhân của mỗi diễn viên, mỗi nhân vật đã có thể trở nên sống động theo cách riêng của họ. Sau khi chứng tỏ sức mạnh của mình hết mùa này đến mùa khác, dàn diễn viên và đoàn làm phim Penthouse đang được người xem ca ngợi là Penthouse Golden Lions. Khi họ gửi gắm niềm tin và sự ủng hộ cho biên kịch, đạo diễn và các diễn viên với mong đợi một câu chuyện thành công khác trong phần 3. Sau màn giới thiệu của Jin Bun Hong, An Yun Hong thủ vai trong phần 2, người lập kế hoạch học tập cá nhân của Ha Eun Bun, Choi Ye Bin thủ vai. Penthouse 3 sẽ giới thiệu một số nhân vật mới để tiếp tục bổ sung thêm những xáo trộn bất ngờ cho cốt truyện. Họ bao gồm Baek Jun Gi, Eun Yu Won thủ vai, người đi cùng Logan Lee, Park Eun Suk thủ vai, trở về từ Mỹ, và Ju Dong Bin, Park Ho San thủ vai, chồng của Kan Mari, Shin Eun Kyung thủ vai, và cha của Ju Yeni, Jin Ji Hee thủ vai, người đã trở lại nhà tù sau khi phục vụ thay cho Yudente, Ki Jun thủ vai. Sự xuất hiện của những nhân vật chủ chốt mới này sẽ làm rung chuyển thế giới của Penthouse. Hãy cùng theo dõi bộ phim để khám phá cuộc chiến trả thù này kết thúc như thế nào, số phận của những nhân vật tham lam này và cái kết của vũ trụ Penthouse.